năng lượng mặt trời. Theo Let's Go Digital, Xiaomi đã đăng ký một bằng sáng chế về smartphone có tấm pin năng lượng mặt trời được tích hợp vào mặt lưng. Thiết kế chiếc smartphone này cũng khá đặc biệt khi nó dùng màn hình tràn viền và không thấy sự xuất hiện của cụm camera trước. Điều này có thể là một gợi ý về việc camera selfie cùng cảm biến vân tay được đặt dưới màn hình. Điểm đáng chú ý là dù được ốp thêm tấm pin năng lượng mặt trời ở mặt lưng nhưng mẫu smartphone này không dày hơn là bao. Hiện chưa rõ cách thức sạc pin năng lượng mặt trời sẽ hoạt động thế nào một sản phẩm của LG sản xuất năm 2010 có tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời cho thấy, với 10 phút sạc bằng ánh sáng sẽ tăng thêm được 2 phút đàm thoại. Tuy nhiên, đó là công nghệ trước đây, hiện tại thì pin năng lượng mặt trời đã cho hiệu suất cao hơn nhưng smartphone cũng muốn pin nhiều hơn.